nó cũng chịu một lực bán cũng tương đối là lớn, cho nên là cũng là nó trừ đi cái điểm tăng của nó. Nhưng dù sao thì nó vẫn đang ở trên cái đường 50 ngày, vẫn là một cổ phiếu khỏe so với index. Và chúng ta sẽ đặt stop loss ở ngay sát đường 50 ngày ở khoảng 18.3 để nắm giữ, cũng không mua thêm, không mua mới ạ. Kháng cự đỉnh cũ 19 rưỡi 19.7. TCH ngày hôm nay cũng bị dập xuống về phía cuối ngày. Vol thì được cái là nó hơn con đất xanh một chút, là vol nó không phải là quá cao, nhưng mà nó cũng có yếu tố nó gia tăng dần vol trên đường bán ra của nó. Về mặt lý thuyết mà củng cố tích cực là cái vol nó phải giảm dần, nhưng con vol này lại hơi tăng dần một chút. Tất nhiên là nó vẫn thua ba cái nền xanh này, cho nên hy vọng thôi. Còn đồ thị nó cũng không hẳn là một đồ thị đẹp. Stop loss con này chúng ta đã được 12, nếu có vị thế để nắm giữ, mua mới thì tạm thời vẫn chưa, nó vẫn chưa vượt được qua được hẳn cái cản này các bạn đấy, nó chưa cho vượt, chưa có cho vượt nền tích lũy. Stop loss 12 rất là gần nắm giữ. Phát đạt nó vẫn đang bị giằng co ở đỉnh cũ à, đúng không ạ? Nó cũng hơi tăng vôn ngày hôm nay trong một cái nến đỏ, cho nên cũng chỉ nên nắm giữ thôi. À, chúng ta kéo stop loss của con này lên tận 27 25.7 ạ, nắm giữ để xem nó có vượt được đỉnh hay không. Đây, con này thì em thấy là chart trung hạn của nó thì khá là ok, nhưng ngắn hạn thì nó đang vướng đỉnh cũ và nó chưa có một cái nhịp điều chỉnh là tương đối cả, cho nên là cũng chỉ nên nắm giữ thôi. Stop loss là 25.7. Vinamilk ngày hôm nay có tiền vào, có tiền tây, nhưng mà nó chạm đường 200 ngày nó giật xuống. Con này thì hôm nay thì cũng không hẳn là một nến quá xấu, khi mà nó vẫn giữ được cái điểm đóng cửa trên đường 10 ngày. Cái lực bán ngày hôm nay thì nó do phản kháng từ cái đỉnh 5 ngày và cái đường 200 ngày thôi, nhưng mà vẫn ok ạ. Thế là hôm nay nó cũng là cổ phiếu có tiền vào. Hy vọng của em thì con này nó sẽ lên vùng khoảng 73 rưỡi đây. Stop loss con này chúng ta nên đặt ở khoảng 70. Stop loss đặt 70, mục tiêu là 73 rưỡi. KDH nằm giữ, stop loss ở 31.3. Vietcombank ngày hôm nay cũng có tiền tây đẩy vào, vol to, nhưng mà cái vol to này lại to hơi quá mức. Thực ra cái vol nó to không nhất thiết là phải to như vậy, thường những cái vol to như thế này thì nó theo cái hoạt động trading đó. Mà vol to như thế này mà nó vẫn chưa cho chạm cản, nó chưa cho vượt cái cản màu cam. Đây là cái cản màu cam, nó ở khoảng 88, cho nên ngày mai nó sẽ test cái cản màu cam này xem thế nào. À, con này các anh chị đang có vị thế thì đặt cho em cái stop loss ở khoảng 87 để nắm giữ xem nó có vượt được cả 88 hay không. Vượt được cả 88 thì có thể sẽ lên đỉnh cũ ở khoảng 91, 92 nếu vượt cả 88. Nhưng mà cái vô này hơi to quá mức cần thiết ạ. SSI hôm nay cũng giống như các mã bất động sản khác, cũng bị dập xuống mà vô cũng có sự gia tăng, cho nên cũng phải cẩn thận là nó đang chưa vượt qua được cái đường một sáng và đường 50 ngày. À, cho nên nó vẫn đang làm cổ phiếu đang có sự giằng co ở cả, nhưng mà chưa, bên mua vẫn chưa có sự chiến thắng. À, con này thì anh các chị có thể đặt cho em cái stop loss ở khoảng 31.3 để nắm giữ. DSI ngày hôm nay chạm đỉnh cũ. Thực ra nếu mà xét về diễn biến giá là con này nó khỏe hơn khá nhiều so với dòng chứng khoán đấy, đúng không ạ? Nó lên được gần cái đỉnh cũ của tháng 9 rồi, cho nên ngày hôm nay nó bị bán ra thì cũng không lạ, đúng không ạ? Một lực bán từ đỉnh cũ cũng không lạ. Con này chúng ta cũng có thể nằm giữ để chờ xem nó có thể vượt cản đấy không. Stop loss của nó ở đâu đó khoảng 42 rưỡi nằm giữ. PC1, PC1 thì em nghĩ là con này đồ thị nó cũng không phải là tệ. Các nến xanh của nó vô to hơn các nến đỏ, hy vọng là vẫn còn có thể tăng tiếp. Con này kỳ vọng thì sẽ lên được quanh quanh đỉnh cũ ở khoảng 33. Stop loss con này thì hôm nay chúng ta có thể đạt được khoảng 29 rưỡi. MSB ngày hôm nay cũng bị vướng cản 50 ngày, được cái là vốn nó ra không nhiều, đúng không ạ? Cho nên hy vọng rằng là nó sẽ đẩy tiếp được qua cản. Nếu đẩy qua cản thì nó sẽ vướng một cái đỉnh nữa ở vùng 14, lên đây thì nó sẽ tương đương với cả bọn bất động sản này. Các bất động sản này đều vượt qua cái cản 50 ngày để lên đến vùng khoảng đỉnh cũ ở đây. Cho nên các em cũng hy vọng con này có thể lên lên khoảng 14. Cái upside nó cũng không phải quá rộng. Chúng ta nắm giữ con này với stop loss ở khoảng 13.23. Đấy, stop loss ở 13.3 để kỳ vọng lên khoảng 14 ạ. Hôm nay vô nó bán ít thì cũng ok ạ. HAH hôm nay cũng chưa vượt được cản, nhưng mà lực bán cũng không phải là quá mạnh. Hy vọng của em thì con này sẽ lên được 36. Trong khi stop loss của nó chúng ta có thể đặt
ở khoảng 33, stop loss 33 đến 36 ạ. DG World cũng đang bị lắc tờ cả, cũng không vừa lên được, nhưng mà được cái lực bán nó không quá là quyết liệt. Nhưng mà con này nó hơi thiếu điểm vào của dòng tiền, có nghĩa là cái nến đẩy tiền của nó này cũng rất là yếu. Cho nên em nghĩ là con này nó sẽ kiểu đánh kiểu thả, trôi trôi theo diễn biến thị trường, chứ dòng tiền của nó không có sự chủ động trong việc tăng giá. Những cây nến màu xanh của nó tiền cũng không phải là khỏe, đúng không ạ? Em không đánh giá cao đồ thị của con này trong việc đang tạo đáy. Khả năng là nó mượn lực của thị trường nó cứ trôi 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 lên thôi, thì trong cái khả năng đấy thì cái cản của nó sẽ ở vùng 52,5 cho đến 53,5. Đấy, đây là vùng cản của nó. Anh chị để ý cái cản này để xem có nên chốt lãi hay không, từ vùng 52,5 đến 53,5, trong khi cái stop loss của nó thì ở khoảng 49,5. Pan pan mấy ngày hôm nay thì đều có sự gia tăng của dòng tiền. Tuy nhiên thì cái sự gia tăng này nó không hoàn toàn là nó áp đảo được lực bán. Nó có tăng nhưng mà nó đều trong sự giằng co cả. Cho nên em cũng không biết đây là cái động thái đang gom hàng hay là nó chưa, hay là cái lực bán tiềm năng của nó vẫn đang còn. Nó được cái là lực mua nó duy trì liên tục như này là cũng là tốt. Hy vọng rằng nó còn lên được nữa. Nếu mà xét về cấu trúc của đồ thị thì có thể con này nó sẽ lên được khoảng hai, gần gần 21, lên khoảng này. Đấy, nếu nó xét về cấu trúc đồ thị là có khả năng lên lên đến đây, lên cái đỉnh quanh quanh 21, 20 rưỡi, 21 đây. Thế cho nên chúng ta tạm xét mục tiêu của nó vùng 20 rưỡi, 21, trong khi thì cái stop loss của nó chúng ta đã có thể để ở 19,1, stop loss 19,1, mục tiêu là khoảng 20 rưỡi đến 21. Nhìn chung là ngày hôm nay thì vẫn là nhóm vốn hóa lớn nó cố gắng nó kéo điểm, nhưng mà nó chưa hoàn toàn thành công trong việc cải thiện được cái tâm lý của thị trường chung. Những cái nhóm bất động sản, đặc biệt là bất động sản, nó vẫn đang chưa 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 có sự đồng thuận, cho nên là vẫn phải để ý thêm thị trường. Được cái là chúng ta có thể kéo được cái stop loss của hệ thống index lên 1145, có nghĩa là khá là gần so với mức ngày hôm nay. Đấy, cho nên là chúng ta, các anh chị mà có vị thế đang nắm giữ thì rất là lợi thế đấy, vì cái stop loss nó chỉ có 7 điểm thôi, 7 điểm so với index nó chưa đến 1%, thì nó dễ quản lý và dễ trong cái việc mà chúng ta chốt lãi trong cái trường hợp mà thị trường nó có biến. Đấy, cho nên chúng ta để stop loss ở 1145 cho em. Có hai cản, cản là 1140, cản tích cực hơn thì là cản 1170 với nhau. Nếu nó lên được cái cản này thì cái câu chuyện phát đáy của nó là có thể. Tất nhiên lên cản này nó sẽ có điều chỉnh, nhưng mà nếu mà lên được đến tầm 1175 thì cái kịch bản thoát đáy của nó sẽ có. Còn nếu mà nó chưa vượt được cái đỉnh tháng 10 này thì nó vẫn đang nằm trong downtrend, tại vì là cái đỉnh đáy thấp dần, thì các đỉnh đáy của nó vẫn đang thấp dần, có nghĩa là nó vẫn đang nằm trong downtrend. Đấy, xin kết thúc cuộc họp ạ.